À, con chào thầy. Chào các anh chị có mặt trong cái buổi sớm hôm nay. Cái câu chuyện của Kim Liên làm con xúc động. Có một cái điểm chung là con cũng hai đầu tiên con nói về mình chứ. Con tên là Việt Ngân ha. Con 46 tuổi và đang sống tại Cần Thơ. Con có ba đứa con thì đứa lớn thì nó học năm thứ hai đại học ở bên Pháp. Thì bé lớn của con thì nó học trường chuyên và nó rất là hạnh phúc với cái việc học của nó và nó không có cảm thấy cái gì là trở ngại hết. Và nó cứ mỗi cấp học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì con đều hỏi lại con coi là con ổn với cái lựa chọn của mình không? Con vẫn học tiếng Pháp phải không? Tại vì học tiếng Pháp và tiếng Anh đó thì đó là cái lớp học mà nặng nề nhất, học nhiều nhất ở trong trường. Nhưng mà con thấy bé rất là enjoy với cái việc đó, rất là vui. Và bé hoàn thành hết lớp 12 thì bé xin qua Pháp học. Và hiện nay hồi chiều bé mới nói với con là con cảm thấy rất là biết ơn nước Pháp. Thì cái đó là bé lớn. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà con của con nó có thể trò chuyện và nó gọi điện cho con nói chuyện về cuộc sống của nó, về suy nghĩ của nó hàng ngày. Thì đối với một cái người mẹ như con ấy, thì con thấy cái đó là một cái thành công của mình. Bất kể nó là nó có cần thành công hay thất bại hay là nó bị dưới 5 điểm nó vẫn kể cho con nghe. Và con đều ủng hộ và động viên nó hết. Con xúc động bởi cái chuyện của Kim Liên á, là tại vì á, con là một cái người học để làm giáo viên standard đã 4 mô đun rồi. Con quyết định cho hai bé nhỏ của con là học homeschool cách đây 3 năm. Và cái lý do đó thì là đứa con giữa của con nó không có cảm thấy happy trong cái môi trường nó đang học. Và nó cảm thấy là nó cảm và bản thân con cũng cảm thấy con và ông xã là nhìn thấy là cái việc học ở đó nó mất quá nhiều thời gian và nó học mà nó không giống như bé lớn, có nghĩa là cái sự thích nghi của từng đứa nó khác nhau và mình nhìn thấy cái chuyện đó. Và khi mà con quyết định cho và có một lần con đi vô trường thì đứng trước mặt tụi con là phụ huynh mà thầy giáo còn chửi thề với tụi nhỏ thì con cảm thấy nó rất là không ổn. Thành ra là con nghĩ là mình có những cái mong muốn và mình có những cái thực tế của từng đứa nhỏ trong gia đình và mình sẽ điều chỉnh để phù hợp. Và con cũng sau khi bé học xong lớp 9 và bé nhỏ học xong lớp 4 thì con cho hai đứa ở nhà và học homeschool hết một cái chương trình là MBA. Thì đối với đứa lớn của con ấy, thì con cảm thấy nó có những cái được và những cái con cảm thấy nó có cái hạn chế. Con biết là mỗi một cái chương trình học á, mình đều có những cái hay và mình thấy nó phù hợp thì mình đi theo và mình nhìn ra hạn chế để mình tìm cách mình hỗ trợ mình khắc phục. Thì con thấy là khi mà bé lớn nó đi học mà online ở ở trong chương trình homeschool đó thì nó lúc đầu nó cũng cảm thấy thích thú nhưng sau đó nó cảm thấy là xung quanh nó không có bạn, thành ra cái việc học nó không có tập trung và nó không thích nữa. Nhưng mà nó lại là một cái đứa rất là thích lao động tay chân, cho nên á, là để bổ sung cho cái môi trường thiếu bạn thì con cho nó học cái chương trình homeschool buổi tối nhưng mà ban ngày nó đi làm 3-4 buổi một tuần. Nó đi giao hoa, nó đi bán đồ ăn vặt và bây giờ là nó phụ một cái quán cà phê sách và nó bắt đầu có thói quen đọc sách. Và con thấy cái môi trường đó con giúp nó rất là tốt và nó cũng tham gia câu lạc bộ thể thao và nó tham gia một cái câu lạc bộ nhạc để nó có cảm xúc và nó nuôi dưỡng được những cái cảm xúc của nó. Thì con thấy nó đối với con cái trường hợp đó thì con suy nghĩ là không biết là mình có thành công trong cái đối với cái bé lớn của con hay không. Thì hồi nãy con nghe thầy nói thì con cũng nhận ra một vài ý mà con nghĩ là sau buổi này con có thể xin trò chuyện với thầy thêm, tại vì con cũng có những cái thắc mắc, những cái hoang mang khi mà con nó đang ở cái ở giai đoạn cuối năm thứ lớp 12 như thế này. Và con thấy là nó không có mục tiêu. Khi nó không có mục tiêu thì mình kêu nó học nó rất là khó học. Và khi mà bây giờ
con đã định hướng là cùng với nó bàn và tìm thấy một cái cách là cho con nó đi du học nghề tại Đức, là cao đẳng nghề, và nó nói là con sẽ chọn nghề bếp. Tại vì con thấy là những cái bạn mà xa gia đình nó không có tự nấu ăn được, không có tự lo được trong cuộc sống của mình, nên con sẽ học nghề bếp. Như để con kiếm sống, con học xong 2 năm con kiếm sống, thì con sẽ học một cái ngành nghệ thuật, và cái ngành con thích đó là cái ngành điêu khắc. Mà những người thân trong gia đình con đó, họ phản đối hết, họ nói điêu khắc thì làm gì ăn. Thành ra con cũng rất là hoang mang với cái chuyện đó nha. Thì đó là cái trường hợp của bé lớn, và con luôn ủng hộ nó, vẫn muốn lắng nghe nữa. Nhưng mà bé thứ hai của con đó, hiện nay nó đang học lớp 7 và nó đang học trong một cái trường Spanner ở tại Cần Thơ. Nó một cái nhóm nhỏ, lớp nó mới bắt đầu có 5 đứa đó thầy, và bây giờ nó đang là 13 đứa. Thì con thấy là cái việc học của nó là một cái chương trình học con rất là tâm đắc và rất là muốn gắn kết. Con rất muốn làm giáo viên trong Spanner giống như em Liên nói vậy đó, bởi vì con đã học rất nhiều khóa để làm giáo viên. Nhưng mà con thấy là cái phần tài chính mình lo cho con của mình đó, nó chưa có ổn. Mà làm giáo viên, mà nhất là trong Spanner, là phải là một người rất là toàn tâm và nó không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố kia nhiều. Cho nên là bé nhỏ của con học Spanner thì con cảm thấy nó tốt. Nhưng mà khi mà nó bắt đầu nó lớn lên ở cái lớp 7 như vậy, thì cái số lượng học viên đó, nó còn rất là ít. Và con nhìn thấy nó bắt đầu có những cái con cảm giác nó bất ổn. Ban ngày thì nó học full Spanner, tối về là nó đừ rồi. Cho nên cái chương trình homeschool buổi tối á, con cho bé nó tạm thời là nó học ít lại, và nó sẽ học vào cuối tuần. Nó học được bao nhiêu hay bao nhiêu. Và con đang cân nhắc có nên theo theo tiếp tục homeschooling vào năm học sau này hay không. Tại vì con thấy nó quá tải với một đứa bé. Mà con thấy mình là người lớn, mình đi làm 8 tiếng một giờ, mà mình con mình học nguyên ngày, xong rồi còn học thêm buổi tối, căng não ra để mà học, để dồn ép những cái kiến thức vô á, thì con cảm thấy nó cũng sai sai. Và con cũng không có muốn con mình học qua máy tính nữa. Khi mà con học làm giáo viên Spanner, con hiểu cái việc đó là nó không có đủ cái tuổi để nó có thể tiếp thu những cái điều đó đó thầy. Thì đó là những cái trải nghiệm của con, và những cái cũng là những cái tâm tư của con, thì con chia sẻ cho tất cả các phụ huynh. Thì có những người con thấy là chia sẻ, có người con họ học rất tốt với lại cái homeschool, nhưng mà có những đứa trẻ thì con cảm thấy lại là nó chưa được phù hợp. Thành ra là phụ huynh phải tìm hiểu rất là kỹ để xem coi là mình mong muốn cái gì, thực tế của mình như thế nào. Và Spanner nó có cái mức học phí, mà bây giờ khi mà tụi con lâm vào cái khó khăn về kinh tế nói chung á, tụi con làm bên xây dựng, thì con lại thấy là để mà đảm đảm bảo, tại vì bé cũng được ăn những cái đồ ăn hữu cơ, được trồng được rất là nhiều những cái hay, nhưng mà cái mức chi phí đó nó khá là cao. Thành ra là con thấy là để mà theo đuổi được á, đó là một cái chuyện mình cần cân nhắc. Nhưng mà học homeschooling, cái chương trình MBA buổi tối, thì con thấy là các bé được cái là nó học được những cái nó muốn bằng cái thời gian rảnh của nó kết nối được với những cái tổ chức khác, những cái nhóm khác, không phải là những học sinh cùng trang lứa ở trong nhà trường. Và cái khả năng nói tiếng Anh của nó rất là tốt và rất là tự tin, và nó rất là độc lập. Bé lớn của con nó rất là độc lập và nó rất thích lao động tay chân, và nó rất là ngăn nắp, nó thích làm việc nhà, nó tự lo cho nó được hết mọi thứ, nhưng mà nó không chăm học, không thích học lý thuyết. Dạ, đó là cái trường hợp của con. Cảm ơn thầy, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.